Sage, if I die out there, you're in charge. So ngày hôm nay chơi con Zed là yếu rồi. Chưa thuần lắm kia chỉ làm gì có tướng yếu. Có người không biết tướng chơi. Tướng người dùng ngu thôi. Anh cam cho này mà đây này. Cam lên đây này. Here. Ở, anh em bắn nhào đây. Yes, đấy đội hình default đây, giữ im này. Không tại không thấy có ý đồ gì cả. Cam cho mà đẩy nha, Ray nha. Ok nha, em nết rồi. Nết làm gì, cầm súng ấy. Để chờ cam. Cam không đúng, ok. Không thấy gì, đẩy đi. À, có tiếng. À, này. Đẩy luôn đi, Nghĩa ơi. Số của em rồi. Đánh săn. Đông. Bình tĩnh. Từ chết đâu sai anh em ơi. Nó hết số rồi, nó fail rồi, đừng chết rồi. Bắn cái chắp rồi lùi về được nhỉ. Bắn cái chắp của nó chưa? Bắn đi. Rồi. Đi giết rồi đi Nick ơi, đừng thao tác như thế. Bắn chắp nó về nhá. Anh đau lắm. Về đây. Anh yên tâm. Này ở về đẩy đường kia đấy, đẩy đường này đi. Đẩy đường này này. Đẩy đường tân rồi đi. Chỗ này vẫn có đấy nhá, check lại kỹ rồi nhá. Ôi bốn đạc. Nào lên vào trong ôm đi, vào trong ôm đi con lồng. Nó vào chưa? Chưa, nó chưa vào đâu, từ bách từ thôi. Chưa. Nó bách được về A đấy anh em ơi. Rồi. Nó bách được về A. Có máu không? Sao kè ra kìa. Một tân đồ. Thôi. Thoải mái đi, không cần ấy đâu. Anh Bình Nghĩa giữ A đẹp lắm rồi. À giữ B đẹp lắm rồi. Hai thằng luôn anh ơi, hai tân đồ. Rồi. Này, không lo, dây anh có ấy rồi chưa, nó chưa móc được. Không lo móc đâu. Đừng chết. Chắc em nhảy check nó mà. Con lồng có gì hồi máu cho anh nhá. Nó lui rồi. Rồi. Nó về A đấy. Mày đang xuống mới đi đâu mà. Mày ta đang A. Bách Nghĩa. A. Nghĩa mà. Lô A đâu anh. Ôi sao A này cái gì đây. Rồi anh lừa thế nhở. Không, em nghe tiếng. Đứng lên sau tiếng mà, có tiếng nó chạy. Có tiếng chạy lo tiếng. Anh báo kiểu đấy, bảo biết được một người thì bảo một người. Thằng kia Bách về đây. À này. Cả em anh leo hồn. Bắn hai thằng ở Vira ra mặt. Chịu được anh em. Lần sau anh em nghe được bao nhiêu thì anh em nói bấy nhiêu, đã dạy bao lần rồi. Không biết thì đừng nói láo. Cứ report chung. Hà này ngó ra thấy một đống. Hai ông report. Các bạn là câu chuyện báo. Thời gian nó nhạy cảm. Nghe tiếng quỳnh quỳnh chạy. Nó nhạy cảm. Anh leo chưa? Đúng rồi. Sotech A đi. Anh solo B lúc đầu. Thầy lô rồi. Anh phải thành cái thói quen cơ. Bởi vì trận trước cũng thế mà. Anh em toàn cứ nói láo. B này A này các thứ. Đã bảo bỏ mấy cái câu này đi. Nghe được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Có tiếng nhá, quả đấy bảo là có tiếng. Không, mày nói là một. Một A. Một tiếng. Hiểu không? Mày nghe thấy một thì mày bảo là một. Mày nghe được, em thì chỉ nghe đúng một tiếng chạy đến đây. Nghe được một thì bảo là một. Thì anh nó khẳng định thì sớm mốc đấy có một. Em cũng không phủ định đúng không? Thế là em phủ định gì nữa. Một thằng này anh ơi. Một chamber thôi. B có một. Vẫn bê rồi. Bắn nó chéo với em nó. Ôi dồi ôi. Vô chứ 76. À. A1 Vê na. Khó. Spike planted. Bom B ở thế ạ. B tao thấy một thằng nhá. Nó đẩy CT kìa. Nhưng mà ban nó đi. Ban nó đi đã. Rồi 2 2 năm rồi. Ban nhớ súng nó đi là đẹp. Ê dồi ôi. Rồi à, cho chúng nó chấm dứt cái chuỗi này đây nha. Chúa report. Nghe gì Huỳnh bảo à đây rồi. Vào thì đâu được. Ôi, mẹ quả đấy em gặp thấy anh còn đang chắc tâm luôn đi. Thế nào lại đéo vào nhỉ? Hòa cũng hòa. Ơ, sao anh em bắn... Bốn đằng luôn. Không ai hỗ trợ ưu đâu, đẩy là chết đấy. Có bot.
Không có anh. Tiếng này. À, rất về. Đông A này. Bách về A này. À. Mẹ A nó bắn vào luôn. Nó chết mày luôn rồi. Enemy spotted A. Cage trigger. Ôi máu không? Ôi, một con CD, một luôn này. Nó đang vừa chạy vừa bắn anh ạ. Một đội bom xe bất ổn quá. Bọn em chống lâu phết rồi đấy anh. Chống lâu cái gì, lúc bảo A này tao chả chạy về luôn. Chả chết luôn đâu mà chống bom một gì nữa. Giờ hiếp dâm anh ạ. Đội bom xe A thật sự bất ổn. Từ report Lào đến. Hawk out. Blinded. Đi quay tập. Không bây giờ tao điều động Nghĩa về bên A luôn đi, đi nick bắn với tao ở B là được. Hợp lý anh ạ. Thế là được. Cho ba chú bé bắn. Phải có nét để chống rớt cơ. Tam thái tử đấy, một nét một slow ra là được đúng không? Một nét một slow là chúng mày chiếm được cái A-main này rồi. Đây nhá, bọn nó có bài smoke ở dây với cả đây ấy, thì anh em bình tĩnh thôi, anh sẽ smoke thêm quả đây nữa rồi, nên không sợ. Chứ vẫn sợ chứ anh. Không sợ, không sợ, nó không tăng lên nữa đâu. Mấy thằng đi ra ngách này là chịu luôn đấy. Đứa đứa ở đây luôn đấy. Ra đây đám bên em ơi. That goes there. Nào anh em bên A cố gắng nhá. Sao đâu, A từ nay bất tử nhá. B bên B cẩn thận thôi. Nà, bố ba bất ổn à. Ờ bố bất tử nhầm. Yes, em phải lại lấy cỏ bên này luôn anh ơi. Lấy công ty bố nó vào xài. Rồi, đứng đấy, đấy nhá cho anh. Tiếng này có tiếng này. Ngô mua anh ơi. Nhá cho anh, bắn vài viên rồi. Bên này này. Gần rồi, gần rồi, gần rồi. Đây nhá, Reyna đấy. Được rồi anh ơi. Nó ăn nó chóc của anh. Mẹ chữ 78 nó nhìn cho nó chết nhỉ. Ôi. Nó vẫn chết, chết ở vị trí của anh này cho anh. Ừ, vẫn chết, vẫn cẩn thận lắm. Không, cái trường em phách như thế rồi. Xe A bất ổn. Ê, giao lục thì ổn. Rõ. Tí football xem bọn này tuổi gì. Anh bảo trước mặt ném nét xong rồi ra tường luôn. Trick shot. Em có đi ăn thêm một ông thi luôn. Đây đây. Kick me up. You want to play? Let's play. Không có. Ta thằng một sai. Mày không đi bên kia. Ủa đã thằng được. One enemy remaining. Anh quanh bom đi. Ôi, ở trong đấy. Anh nhảy check, anh bom vào đấy. Anh tưởng nó trong này mết này này. Thì anh mới nhảy check ở đoạn này này. Không biết là nó trong bom. Lại nhá, bây giờ là bất tử A này. Bất tử A này, ai bất tử nhá. Bên B cẩn thận, mất B nhá, không phải lo bên A đâu. Mết đây em ơi. B mà có mất thì chúng nó phải nằm xuống một nửa đội anh ạ. Đúng rồi. Ok bây giờ nhá, mất B thành 2v1 cho B về mất A. 2v1. Mất gì cũng được, quan trọng là tạo điều kiện cho anh em bách về. Đừng để mất niềm tin anh ơi. Đúng rồi. Ơ sao mình bị lốt à? Tao cam mà. Đi có tiếng. Có free chiếm à? Thằng đó ở bên 2 bên. Đi vào, đi vào luôn. Chơi spam đi, spam đi. Mà không được anh ơi. Đúng lắm anh ơi, 1, 2, 3 thằng đi, anh giữ bên này cho mày rồi. Không kịp, không kịp. Sao? Cái đấy. Thoải mái nhá. Check check city. Sao hết anh ơi. Cái tận link. Cage trigger. Trời ơi. Free. Giữ bên kia đi là smoke bên phải này, smoke bên phải này. Ôi, sao? Một side. Anh ở trong bom. Ôi trong smoke. Ôi trời ơi. Ôi từ từ anh em đang bắn server gì ấy? Ừ, lót đúng không? Ờ anh bị lót này. Em tính mà. We're ready. Không, mà. Xem, nó vừa bị nhảy, vừa, đúng rao này thôi. Cáp đẹp thế rồi, ông Linux không ra mà bắn. Kê bên này làm gì? Ạ. Trời ơi, anh đang ở bên này rồi. Không, cái thằng Zorina dính trap ở đây nhưng có hai thằng khác ở bên trái anh. Có thằng lồng của anh mà. Anh em cố đẩy mà tường ấy. Ừ, đúng rồi. Ném quả nết là nó không công được rồi, vào tường ấy anh sớm mốc cho luôn được. That goes there. Em nết này cho anh ra anh tường nào. Clear, clear. Không ơi. B. Này. B clear. Em giữ bên đấy đi. Ơ sao lại bỏ nhau? Tao cái móc rồi Brief ơi. Cái này mày ơi. Đừng bỏ thằng kia. Chéo cùng kìa.
Chỗ này có thể có một kia. Đây đang chết. Đây toàn fake rồi, toàn fake rồi, lý đi kìa. Sau lưng mày kia. Đây toàn fake rồi. Nữa. Một nữa. Hai. Hết chưa? Hai thôi, hết hai rồi anh ơi. Thôi. Bên này có thể về bên này. My camera is destroyed. Có đồ kìa, nó bắt lại. Chưa vào B. Chưa vào được B. Chưa vào. Rồi biết rồi, phải em đang lấy thôi. Chưa vào. Phá trap này. Bờ đi mà cuối ở đây. Không sớm mốc rồi thôi. Em đang chắc ai nhá. Bờ đi mà nó đi vào mốc rồi, đi vào. Không sao, Sky chưa lộ. Ôi, City. Đừng chết, đừng kia ơi. 40 máu. Lỗi thế, 80 ạ. 4 vết 1. Thế là 120 còn 30 máu. 30 máu nhá. Spike planted. Bom kì. Bom kì bên trái. Nó sẽ chạy đâu. Nhiều bất. Hai. Trời ơi, dễ nhá. Tí thua. Em đâm đầu vào tường không? Tôi sợ ông đi vậy. Vết một tí thua, sợ thôi. Có em. Nhạc nhẹ. Không leo thì đúng là trí tuệ của cháu bé lớp 3. Cứ vào chưa? Chưa vào. Chưa vào. Cuối cùng là vào chưa? Chưa vào em ạ. À. Ôi giời ơi. Tại là thấy vẫn có thấy chấm đỏ mà anh cứ bảo chưa vào. Các bạn hiểu không? Cho ra một súng đi. Các bạn hiểu hiểu vấn đề chưa? Leo anh em ra với nhau đó thì anh muốn đó thì anh. Các bạn biết vì sao Leo không bao giờ tin ai không? À Leo không bao giờ hỏi nhiều không? Leo không tin ai. Chúng mày định lừa bố mày, không có ai mua cho tao khẩu súng. Để anh em muốn đó đi. Không cần. Anh em không drop. Vẫn có. Ơ sao thằng này phải nó vào con mẹ phải rồi. Nghe phù hợp ạ. Chẳng phù hợp. Ỉa thân mốc đi anh ơi. Rồi hai. Hai. Một yếu nữa. Một đấy anh ơi. Lấy súng nữa. Mù. Hai yếu. Đấy từ ulti. Một đâu không biết. Phải drop. Ulti kia. B. Bóng rơi mà. Này tao đặt chắp cam ở trên này đấy. Ôi tao kê bên này nhá. Được anh ơi, chưa? Em kê thẳng bên này. City cuối thì đừng chết. Rồi. City. Để mày cho nó hút máu cương. À? Nghĩa lại cho nó hút máu rồi. Nghĩa thấy... Không cho. Được. Trời ơi. Sao nó hút máu được máu em? Em kê trước mà anh. Kê trước. Nghĩa, nhưng mà sao mày lại bỏ thằng thầy anh? Được. Sao anh? Sao mày bỏ thằng thầy anh? Thầy anh ơi. Anh thấy anh bảo em cương đâu. Em tưởng là tùng rớt thôi. Tao một súng ấy. Thế anh từ sau không cho thằng Nghĩa mượn máy văn phòng nữa nhá. Ok. Cho mượn máy mà lại bỏ nhau như thế thì. Từ đây đến giờ vẫn là thờ lâu đắp nết ra dựng tường. Thằng anh bị chết phát thằng em lùi luôn. Đấy bách sai. Ông ngồi đấy em lùi về mới làm được đổi được hai đấy anh. Solo A nhá. Mày có chưa chết anh. Nó đã lùi rồi. Tin em anh thì anh, tin em lần cuối đi anh. Tin em đi, chấm cơ hội đi. Solo A nhá. Tin mày lần nữa thì tao thành con chó à. Tao, có một dền còn tao. Đây, bình tĩnh. My eyes are down. Tường đây luôn đi cũng được thế anh. Tường đây luôn. 1-2. Chỗ đỡ phải kê. Em vừa rèn anh ơi. Anh có chắp này. Lùi được không? Nó qua đầu bên kia không? Ok không sao. Em nhìn á. Ông lên được dây cho anh không? Rồi anh sẽ móc rồi. Đứng vào ngách đi được. À nó lại tiếp tục ra A này nha. Có lát chắc A đi, chắc A đi đứng bách lung tung. B có một thằng đấy mà. Anh em em thấy anh ơi. Anh hưu cho em thấy anh thấy anh. Anh em vào thì để anh sẽ móc. À đấy. Có này. Bên à, một có thằng thôi. Tiếp tục vào slow đi chị anh. Anh thấy anh heal cho em anh chị anh ơi. Tin em. Vẫn có tưởng đấy anh ơi. Kê lại anh main, chắc là em main đây. Chắc là em main có đấy nhá. B main có một. Một van đồ giống thằng Chamber. Đây là con bridge ở B main. Rồi để anh về nhá. Một thôi. Cage triggered. Vẫn là bridge. Một thằng nữa sấy, Bulldog, hai thằng. Em có lửa nhá. 30 seconds left. Một. Enemy spotted B. Vậy vẫn cam này. Một bên back rồi. B bên back. B bên back. A. Em về.
có thằng lướt ấy, có hai thằng ở đây thôi, nghĩa là một thằng lướt đâu cam ở đây được, anh nhìn được mà. Đấy, nó đấy, nó là thằng lướt đúng không? Đó. Thằng Chamber bách về, Chamber bách rồi. Chamber bách rồi, chỗ bom ấy. Chết thế anh này. Em mày gầy, em mày gầy, em thắng em mày. Biết thôi mà. Chamber trước mặt chúng mày nhá. Đây này, đây này, thấy không? Đặt nhẹ mà, đặt nhẹ mà. Nó là vào tầm kiểm soát em, anh em hiểu không? Đấy, anh em đồng lòng đẩy ai đấy? Đấy, đồng lòng đẩy ai đấy? That goes there. Anh chị em, anh chị anh ơi. Anh chị anh. Yes, this đi xuống đây. Anh em mình đẩy ai, anh chị anh. Anh chị anh. Mẹ thì anh nó dỗi rồi. Ôi, lên nịnh nó đây, hôn nó, hôn nó cái. Đi anh chị anh mình đẩy cùng nhau chứ anh ơi. Sống chết khỏi nhau chứ anh đi. Ulti Brim, anh em cái sợ đấy nhở? Ấy, trông giống ngũ tí anh ơi. Em chưa tín hiệu spam luôn này. Chết. Bên tập, bên tập. Nó phát số lên rồi. Trong bom, trong bom 1. Bom hả? Trong bom 1. Rồi em kia rồi. Một trong bom, một trong bom, từ từ. Một trong bom thôi. Một trong bom thôi. Còn đâu chưa vào. Nó chưa bom lên rồi. Em chó này, em chó Arcade này. Đường gì đây? Để bắn anh em. Đường. Giờ nó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Flash đấy. Không, sao các nhà công là bắt đầu vào hen rồi, là đĩa sẽ quay đều anh em. Không, anh sợ cả ulti cơ bờ rim một rồi đó. Đẩy đi, không thể anh gang mày nịnh nó đi. This goes here. Đẩy đi anh. Đẩy đi anh nghĩ quả là đánh AM đấy thì anh ơi. Anh đi anh đi. Đi. Em mới đi chạy ha. You want to play? Let's play. Có A. A đông. A này. A ba thằng bên kia. A là tăng City. City nhanh bom ơi. Sen này, sen nào. Bắn với đồng đội đi. Ôi giời ơi. Mẹ nó hút. Hai vào sai. Lèo xong tầm bốc nhanh. Thế. Qua luôn Leo. Leo làm sao đấy? Xong ra bắn cho bọn em. Đuổi hai rồi. Còn hai. Bên hai cuối. Ulti đi Leo. Cái tường. Rồi, sao? Thằng kia chắc ở đây này. Bên kia nó có ulti. Nó không có ulti. Nó cũng có ulti. Ôi. Hai. Ôi, thế này thành thắng ạ. Cửa bom. Nó trong sai. Góc. À? Thế mà cô lại thắng à? Nó thấy nó trong sai à? Tao không hiểu. Nhạy. Em tưởng là nó chưa đặt bom đâu. Thế à? Bảo sao? Nên em mới bình tĩnh như thế đấy. Sao thấy Leo bình tĩnh kìa? Sao thằng kia lại ulti để lùa Leo ra? Sao Leo lại bắn chết cho một người? Không hiểu vì sao mới đâu vừa rồi nó thắng cơ các bạn ạ. Tôi thật các bạn. Ôi vị trí nào mà chết sau cùng anh bom nhỉ? Cho em đứng mắt. Mày chỉ kê bên kia thôi, Lydic ơi, nhìn cái chat của tao đi, tao đứng bên này cho. Rồi em thấy rồi. Mày là cái nhanh nhất. Ôi chết rồi, tôi chậm tao rồi, tôi tao chậm tao mày kê bên kia đi. Bên mày thả chim bên kia đi. Có một, có hai này. Đây long có này, cứ giữ anh back cho, anh còn smoke. Bên này có anh. Có chat của anh ở trên heaven rồi nhá. Điên nó đu dày, nó đu dày, Lydic ơi. Đu dày rồi. Cẩn thận nóc, Lydic ơi. Chưa vào. Lydic ơi, sau lưng Lydic ơi. Nó vào rồi. Chưa vào. Anh em ta đang bắn, yên. Chưa vào. Em nó móc. Có lửa của em rồi nhá. Cho bom một. Chậm rồi. Còn 2, 3, 3 luôn, 3 nó đủ 3. Anh cố lắm rồi đấy. Ulti được. Không chết là được. Thì lỗi. Nó hết góc rồi. Hai trên heaven, hai heaven. Một sát trái. Bắn ulti vào kia ơi. Bắn nó trong sai đi. Bên trái. Lên heaven.
một mét, một mét, một heaven. Rút xuống heaven, heaven. Rồi cứ đi đi, cứ đi. Mét. Rồi. Ơ, lấy TP, gỡ luôn, gỡ luôn, gỡ luôn. À không, thằng này mid, à heaven cuối. Heaven, thằng này heaven. Gỡ luôn, gỡ. Rồi, net đi gỡ. Rồi. Bên bên phải, bên phải, bên phải. Ôi. Ở dưới nó à, chứ ở dưới nó bay lên không? Thì anh cứ lên kê chắc bên trên thôi. Không, phải đã, nó net rồi mà, nó ném con net rồi. Vứt được một súng, vứt được một súng. This goes here, that goes there. Oh, this is a nice spot. This goes here. Right, anh đi bên này này, đi đi lo bên kia đi. Anh đi bên arcade này. Ờ, em nhìn bên bên. Gì không? Có tiếng đít này, có đít này. A có một. A thôi, A thôi. B không gì, bách bách, đẩy hoặc bách đi. Mẹ. A đẩy luôn. Chỉ thế nhở? Ít nha, một ít nha. Anh em đừng chết nữa. Ôi mày. Ôi chồng leo. Ôi dí hay. Đéo được. Còn mấy anh em đẩy cũng đẩy cùng nhau, mỗi em chết một nơi là thế nào. Mấy anh em A này đẩy đẩy một đường cùng nhau đi. Thế là không có aimin. Sai. Ủa đại địa chấn gì. Cho ba anh em chết ba nơi khác nhau này. Em chết lẻ quá. Sao phải đẩy đẩy một đường. Ờ thế anh nó nó không đẩy bên kia nữa. Ở đây thì anh chết rồi thì Nghĩa bỏ được. Đừng có tình anh em ở lại làm gì xong đi theo. Đâu thằng Nghĩa nó có bỏ ai đâu. Bê đi anh em. Không, anh bảo là chết rồi thì bỏ được ấy, chạy được ấy. Đâu quả quả đấy, quả đấy là anh cho anh với cả em mới cứ để một hướng. Về đi về đi. Anh cho anh để cùng em, anh không đẩy nữa. Đi nè em, cho anh đẩy để em với anh ơi. Đấy. Đấy, anh em đẩy với nhau, cho anh đi. Này, một flash ở đây với cả một flash ở CT nhá, anh em tự xử lý. Em chỉ ném một flash bên trái không sai thôi. Tự đi vào nhá, Nghĩa nhá. Bay vào luôn, smoke bay vào luôn nào. Chờ nhá. Rồi, vào đi, ăn thằng ấy đi. Không sai đúng không? Ăn nó sai đi. Bom này em kê không? Một CT, một thằng phá tường này. Ôi, móc heaven một. Sao không nào lên check heaven à? Yo, đẩy qua smoke, đẩy qua smoke phải. Cuối. Lên ai đấy, hút được máu. À không, nó không hút máu được. Nó không hút máu được, chứ 17 rồi. Bỏ anh ấy. Hở nhá, sụp rồi. Này bị sao này. Uầy, thế anh nhảy điệu ấy. Gần rồi. Không, không gần. Không rồi, đây. Đâu, gần mà. Ai. Hù lề. Có thể cuối cùng anh em vào tanh bom, đặt bom các kiểu. Tự tin vãi đái. Không ai lên heaven luôn. Không ai lên heaven luôn. Đâu ai lên này cả. Được. Anh em sống được đấy. Tôi hiểu quá. Tôi hiểu cách. Tôi hiểu cách sống của anh em rồi nhá. Tôi hiểu cách sống rồi. Anh hiểu không? Phá bom. Lẽ ra là thằng Hữu Nghĩa là phải lên đấy. Phải vì nó lên xong rồi đứng lại. Đâu quả đấy đúng không? Quả đấy đúng không? Em lên em check cho một nửa hay vừa thấy em tưởng có lý á. Tưởng có lý á. Khá và giỏi. That goes there. Sợ thật. Nhìn nốt con nửa còn lại. Đây bên này này. Đấy, em. Cage trigger. Từ anh em cũng ở bên này cũng được. Bọn em gây nhiều tiếng lắm. Một thằng này ăn nó đi anh ấy thế. Anh đang đi Nghĩa kìa. Nghĩa ơi thằng gần thì không ăn. À thế đời nó mới khổ chứ gì. Tầng 2. Có thằng shot shot đi này. Smoke rồi đấy, smoke cho anh em rồi. Đây này. Một thằng gần mày kìa Nghĩa, shot đi. Shot đi nữa anh ơi. Rồi, cuối bờ đi mở trên heaven này thôi. Hoặc là city thôi. Anh đang trêu nó đấy. Nó vẫn đang cầm shotty. Chắc chắn là nó cầm shotty ở trên heaven rồi. À city. City. Vừa nghe tiếng nhảy chạy.
Ôi thằng nào tường quả này đây, chất đấy. Rồi, trong smoke à. Trong smoke cầm sọt tí. Được anh thì anh vào, không được đâu. Ê mày, mày cho tao con chim ở bên bên, tao bay theo chim rồi này, được, được, được này. Ừ? Đâu đi, nào? Đi. Chim nào? Anh em mình ra đây, làm một bài. Bài thế giới luôn đấy, có nghĩa nhá, rồi có nghĩa nhá, bây giờ nhá. Mình sẽ đứng ở đây nhá, mình bay lên hiểu không? Bạn chỉ việc phản úp chim vào mình, hiểu không? Bay lên đâu, bay lên đây hả? Không, đưa bom đây em cần. Rồi. Anh em mình kết hợp này, xong kêu pick nè. Đi. Chim đây. Ôi giời, ông bay, thôi bỏ. Rồi. Hai con chim của tôi. Tôi tưởng nó vào luôn, nó đang hạt xuống vào đâu. Vào lại, vào lại. Một tí, hông một tí, hông một tí. Em bảo. Nghiện, nghiện, nghiện. Heaven, Heaven 1. Sắp phải. Heaven 1. Một Heaven. Heaven 1, sắp phải. Heaven. Nghĩa ơi. Ôi, vào sai lên Heaven trước đi bạn, đừng có đứng ở trong sai nữa. À, okay, anh em báo Heaven rồi mà. Bọn mình hết nét Heaven rồi à? Nhưng anh nét Heaven nhưng mà nó hết nét xong nó ra tao bắn anh em. Ôi giời ơi, có gì tạ đâu. Ý nghĩa tăng nó thẳng cánh một tí. Ok nhá, ok nhá. Một chim lên một chim mà đủ. Không có tác dụng gì luôn. Với mấy anh em vậy này. This goes here. Toàn đi được bên này dễ vậy. Anh có bom, anh bom ơi. Nó ở bên này. Một gân. Ê ở lại bạn ơi. Cứu. Ôi máu. Cấp... Đẩy A kìa, đẩy kìa, đẩy kìa. Ôi sức cấp cứu, ôi sức cấp cứu. Em sai không? Đợi. Một thằng CT, một CT, một CT, một CT. Ok, bình tĩnh. Đẩy A nhá, nó đẩy A nhá. Bình tĩnh. Này, thì này, hack map này, từ từ. Tao đéo vào đâu, đấy. Tao đi theo Linux này. Nó phải kêu mà về đây thôi mọi người. Thôi, nó quay lại hết anh ơi. Cả team luôn đấy, hai thằng, Reyna với cả thằng Chamber. Vào đi. Đừng chết nữa, dẹp. Rồi, một CT, hai CT luôn. Nó phải chết. Yếu, ba lắm. Rồi. Thôi, Nhi ơi. Cứ bình tĩnh đi, mình làm được mà, bà phải tin mình chứ, đồng đội mà. Ờ, xong cứ chết đi thì mày biết. Cứ chết đi rồi. Em lấy cơ, em làm đôi anh, buồn cười. Úi giời, ai là làm đôi? Ai tanker, ai, không? Ai làm đôi? Nó cũng làm đôi. Nó làm đôi nhưng lúc đấy còn là tanker, lúc ấy 5v3 mà. À vâng. Em tanker, em làm đôi. Ôi giời ơi. Thơm thì nhận, cả bốn người khác. Sống cơ. Nó không còn tí liêm sỉ đâu các bạn ạ. Tỉnh thật. Em lại cơm làm đôi ạ. Ôi trời ơi, liêm sỉ. Liêm sỉ ở đâu? You want to play? Let's play. Chết rồi, họp bên này. Thế mày thả xe, mày đéo đi trước luôn đấy. Không, em tưởng sợ nó họp ra. Trang vô bên này. À, có người bên này chứ nhầm, có người bên A. Nó hút đồ về đấy rồi. Flash trong side luôn này, có hai hay vườn kẹp đấy. Bình tĩnh. Luôn. Một thằng ở đây. Nó nhảy. Một thằng nó hoa hết, để Heaven đi. Mẹ nó bắn lùi. Hai Heaven sắp kìa. Rồi, hai Heaven luôn. Bom ấy. Ừ nhá. Heaven chết chưa? Mẹ có nhiều đấy, mày. Ôi. Bên. Khó quá. Có phải ba hướng. Bên một anh em, bên một. Sao đặt bom kín vào? Đặt ở đây. Where will they go? Kín vào đi anh. Ok. Đặt bom đấy làm gì? Mình clear Heaven rồi mà. Thật ra là em đặt cũng không phải là hở đâu, mà con Reyna nó đẩy qua ấy chứ. Nhiều óc nó đẩy qua nó e luôn thì không đủ được kịp mạng đâu anh. Ok. Nó biết anh ở đâu rồi mà. This goes here. Yeah, một round đi. Chamber pick ở đây này. Rồi cặp sóc lọ ạ. Qua lát anh ơi, qua lát. Gì vậy? Mùa đây. Gì đây? Trong sai đi. Một chết, một chết trong sai, trong sai, trong sai, một. Trong sai còn một, ở dưới tầng 1, còn một tầng 2 chết rồi. Đây, ulti đẩy rồi.
Không sai còn không? Không biết tiếng. Ra đàn 2 thôi. Tầm 1 thôi, chỉ còn tầm 1 thôi. Thế là liều liều trong xe sang liều rồi. Ôi, chết trả. Anh nghe. Ôi, chết anh ấy. Một nữa. Ui, hay quá. Tí hay thì anh ấy. Tí. Ôi, mẹ ông không biết, ông đừng có báo. Ông giết một trong sai thì ông báo một trong sai. Ông lại còn tầng 1 còn 1 các thứ cái đéo gì. Mất công đi sách vậy. Tầng 1 làm đéo có ai. Tao nhìn cái ulti của thằng Lidic làm gì có. Nó có con nào chạy trong sai đâu. Cứ tầng 1 có 1 là bọn em lại phải ra chết rồi. Mẹ vào vòng tròn xong là bắn hết mẹ vào lưng. Tao chả hiểu. Tao hiểu. Anh mà. Nhưng mà mày báo thế là bọn anh lại phải check sai. Báo cho có, nó báo cho sướng một. Mày cứ bảo là một sai chết còn lại bọn nó tự lo. Hoặc là không biết thì đừng báo. Trời ơi, thật. Lúc thì bảo báo tỉ mỉ các thứ. Nhưng mà không biết thì không báo, đấy không phải tỉ mỉ. Con tao nhìn thấy một thằng ở tầng 1 khổ quá, hai thằng, một thằng tầng 2, một thằng tầng 1, tao bắn ulti thằng tầng 2, hiểu chưa? Tổng là có hai thằng. Không có thằng tầng 1 nào. Còn thằng đấy là chopper nó tele được anh. Một sát phải anh ơi. Gần bên trái, gần bên trái thế anh. Mày cũng nhớ sau đây. Mày không nghe thấy chưa? Ơ mít em bé xuống nhỉ? Mày không nghe thấy nó à? Không nghe địch à? Không ơi ạ. Chẳng bị mất mít. Ê rồi, mày có tạch, có lại tạch. Liên quan gì được nghe địch hay không? Nghe bằng tai mà cũng nghe bằng mít đâu. Mất tiếng. Yes, this should do. Mất tiếng anh ạ. Ôi đem. Tất cả anh em đều vào bom được này, cố gắng thủ cái quả bom vào đây. Đẩy hai bên anh ơi. Một. Op. Một thằng 957, yếu rồi. Nào được. Spike down, attacker spawn. Anh tránh rồi. Thằng đi bên em đâu quay. Đéo ơi. Đéo làm gì được. Mỗi mình Lidic đi ạ, sợ thật. Ôi, chết. Mẹ nó né được một thằng ạ. Hai thằng ở đây, một thằng trong side A cỏ họp anh ơi. Ở đây là thằng Bridge với cả thằng Chamber. They found my wire. Give me a corpse. I have retrieved the spike. Một lúc nó sẽ nhận ra là đéo có bom. Tap. Match point. Pay attention. I learned something. Oh, this is a nice spot. Anh em nhào đây, bom được chiếm toàn anh bom rồi. Làm nào con Ray thì ông phải đi chiếm cái A main đi, ông đừng có đi chiếm B main nữa. Cái con Ray của ông đi chiếm B main làm gì? Cho nó đẩy là được, cái có gì đâu. Boom bot hay cái gì đấy kết hợp để đi chiếm cái A main này đi. Khổ quá, con Ray cứ đi chiếm cái đường, có một cái đường lối xa nhỏ. Quay mặt đi anh em ơi. Nó đẩy. Anh Nga, mẹ. Cứ nghĩa này. Quay mù, FBI hai cái mù liền. Mày block anh luôn đấy, cứ nhảy sang bên trái. Để hết tầm 5 thằng rồi anh ạ. Giờ sao rồi? Nó đu ra hết rồi anh. Sợ bắn á. Thằng nó ốp anh ạ, Z ốp.
cage triggered. Thirty seconds left. One enemy remaining. Four out of five. I have retrieved the spike. Bố mày biết cái mà nhảy để chém dao để lừa bố, mày không nhầm rồi. Sao con lại đi lừa bố, lừa làm sao được bố? Bố biết tường không, thằng bên trái không lừa được bố đâu. Bố sinh ra chúng mày mà, trời ơi dệt ơi, bố mất bao nhiêu thời gian để sinh ra chúng mày mà sao lại lừa bố được? Không được đâu con ơi. Đây, khổ luôn đấy. Mà đi kìa, đi kìa. Nó định lừa anh. Em có thấy trời? Mấy anh em bị cái kiểu là cứ bị ăn flash cái là trốn con mẹ luôn. Anh bị như anh còn thả con sập bốc, anh còn thả slow ra để nó đéo đi cơ mà. Anh có đồ đạc đéo thả ra để chống nó đẩy. Không thấy. Auto trốn nó sao? Nó đẩy tiếp, nó đẩy tiếp. Mày này nó đứng đẩy bên này này. Nó có mua stun thôi ông ạ, ông cứ bao lao. Nó đẩy tiếp đây bên này, bên này có nhá. Nó đẩy đâu? Bên lòng đấy. Bên này đẩy hai thằng nhá. Không thấy, không sai. À kết hai thằng nhá. Nghe tiếng đẩy. Ok, à kết hai thằng này, smoke đi anh ơi, smoke ba quả anh ấy bảo sai, hit thằng không sai. Sao là Chamber đứng gần sát phải đi, Nghĩa đừng dặn. You want to play, let's play. Đần lắm. Em để sai đây. Đẩy đi. Nó ngắm off thẳng anh ơi. Ồ, chết một rồi. Yếu rồi. Chết này, chết dẹp, bách về đây, về đây đâu. Ôi giời em ơi. Về đây đâu. Đang về B đây. Ulti đây. Give me a quarry. Ui, kìa. Kìa, hiện địch. Hiện địch rồi, một thằng trong bom, A, ulti A đi. Sao ulti lỗi à? Ulti hở nhiều thế, trong A một. Một trong sai. Ulti lỗi. Một máu anh ơi. Ôi, sao leo ulti quả hở hang đấy à, leo. Không ulti để cho nó không giật đi được. Không giật đi cái gì, nó vẫn giật đi được mà. Nó đứng trên TP thì kiểu gì nó chả giật đi được. Đấy, để cho nó cố tình nấp vào đấy. Nó lên dây rồi anh ơi. Này anh em ơi, comeback đi, đội bạn sắp chửi nhau ở nơi rồi đấy. 5 mét một bao, đu dây là chết mà. Chuẩn bị chửi nhau ở nơi rồi. Anh em đi cứ chiếm A đúng không? Tao cứ chắp B thôi nhá. That goes there. Vâng anh ơi, để em đi tanh nhau. Anh trai em của xuống anh trai nhá. Yes. Anh trai em của xuống anh trai nhá. Chết khẩu súng với trang. Ok ngay. Anh tin em. Anh em đi 3 người bên đấy thôi nhá. 3 người thôi mày thôi nhá. Nghĩa chờ đi. Mọi nhìn xem hai lưng sau lưng anh em đang làm gì đã. Dạ nó nhìn. Nó bắt anh bom mà. Xe ra nhanh. Ôi bắn tận đấu. Lỗi quá. Một thằng thôi đúng không anh? Một thằng, thằng Zen. Anh bắn lỗi. Nó ra lấy súng. Rồi thằng là shopping súng rồi. Lấy off không? Em biết là hai đang lấy một ông ấy đi thả xe nên nó bắn chết thằng lấy off thì sao? Thế đời nó khổ anh mẹ. Cái lấy off mẹ nó bỏ ra. Trời ơi. Rút nét ra ném heaven. Ném heaven sợi ném đây. Trời ơi. Từ từ. Ôi từ từ. Lùi đi luôn. Bỏ đi. Một thằng city. Một city. Chạy đi. Chỉ cần nhìn city thôi. Một thằng yếu đang trừ 42. Trừ 42. Để sát nhau vào. Mày có tường đúng không? Lấy viên. Đây là chi em thấy nó brimstone kệ đó. Nào đặt bom là có ulti hồi sinh, nếu mà thoải mái chạy lên heaven thì ra hồi sinh ta. Đây là sát phải đây. Ôi nó không đi ra làn nữa rồi. Bom. Không bỏ ra thằng này sát phải luôn. Ờ sao bắn nhau đây. Tường đấy. Ôi. Gì anh? Không sao đâu. Đâu anh. 120. Hai yếu. 80. Cái bên trái hưu cái gì bắn nhau đi, đừng hưu. Cứ bắn nhau thôi. Cẩn thận Heaven thế anh ơi. Lên một móc, một móc Heaven. Móc. Hai. Hay quá. Bên họ sắp giết nhau đời rồi. Cho súng. Ulti anh ơi, em tanh được cái phần này. Có ulti tanh hẳn bom B đây này. Cho dễ bắn. Nhưng mà đi bom B nhá, ok đi bom B này. Không mà mày tanh mày bay làm sao được? Không mà chậm. Nếu mà bom B mày phải bay từ đây vào trong side này, mày đừng có bay từ đây ra chỗ này làm gì. Mà ông bay. Ôi, tao biết rồi, tao biết bay nhưng mà okay, phải có một người kê tao để tao bay. Rồi. Anh kêu cho em bay này, anh trái nhỉ.
Anh nhìn này. Em chó trước cơ một lần này. Bạn ở bên này trước. Cage triggered. Mẹ nó bay kìa. Này này cắn cắn choáng anh ơi. Chết. Em flash sai này, flash anh để không? Flash này. Anh em lên heaven đấy, tăng lên heaven cho anh. À rồi ok, lên heaven này. Một heaven chết đấy. Rồi tao city đẹp. Kê là đang bom này. Rồi. Em flash city thôi anh bom. Đấy flash. Nó qua. Rồi, nó qua. Rồi. Một thằng ở đâu mà này. Sai, đuổi ba đi. Một cuối. Hai. OT. Đánh nhau rồi. Tinh thần đội bạn đi xuống rồi. Đánh quá, anh bom lấy lại. Hết. 5 vết 1. Có phải thế. Team kia bây giờ bắt đầu chửi nhau rồi. Chuẩn bị có một thằng là giống thằng Hiệp, nó đập một cái ghế vào đầu một thằng như thằng Hiệp kia rồi. Đẩy đây mày, cảm thấy anh đẩy đây để anh ném đồ bên này cho. Có cần C không? Có cần tao quăng thêm cái C không? Cần C làm gì nữa. Không, đáp xe được. Tao có cái xe đây. Lướt qua kia, thờ dập nó. Thế anh mình đẩy luôn nhá. Cam, em tường em bên này luôn, đẩy luôn. Thả chim, check bên kia đi. Anh em mình đâm luôn. Chim bên cán. Bên main này anh. Chim main đi. Ok. Để một cái cam ở đây. Lúc cán anh nhá, lúc cán này, bình tĩnh này. Ôi, anh ơi. Bình tĩnh. B đâu, anh em back dần đi. Lùi ăn đi. Hai B này. Anh ở lại. Heaven. Nó phá vãi flash qua xuống anh ơi. Được, ăn tên. Lỗi ạ. Ôi, anh em để nó đát vào đấy. Anh biết nó ra sắc đát như trái. Đát ra bắn hộ anh bom. Sau anh em back về anh em chuyển smoke hộ cái sau lưng đi là đẹp. Đấy em smoke luôn đây, bên này để tràn ra đấy chứ. Không dẹt nó phải đát qua đấy chứ. Ôi, 140, 120. Anh nhìn vị trí của em ấy, em bảo rồi chỉ cần có tiếng thôi, em flash qua xong anh em cùng bắn. Anh không gọi gì cả. Anh bảo em flash qua em bắn cùng cho. Chúng nó mù 4 thằng luôn rồi này. Tự nhiên bị rèn em khi xin đồ cay thật đang ngồi. Quả nào? Quả của anh á? Em flash đẹp mà. Em bảo là anh em cần gọi nhé, em flash qua. Không phải, mà vấn đề là anh vừa smoke bên phải. Thằng Zed nó đáp sang bên trái, nó bắn anh bom thì anh trả giá cho anh bắn nó luôn. Mà bắn lỗi luôn. Bắn lỗi. Chứ không phải là... Bắn lỗi. Đây rồi, tập đi. Bọn này nó để nó trap thôi. Từ em phát trap ra bên kia chứ từ. Bên đây mình chờ. Về đánh A đi, về đánh A đi. Phạt cái trap rồi đó. CT 1 này. Một CT anh ơi, chỗ em cũng có một CT. Chỗ đẩy ra. Đi tính để chơi này. Anh bảo B này. Anh mau bay, không ai nhặt thấy mới chơi anh ơi. Bỏ hết, bỏ đằng này lên cho anh. Lùi đi, hồi máu vẫn sớt, hồi máu cho anh em. Có đẩy vào. Đây. Về đi. Cái thẳng về luôn này. Ok. Lấy off đi anh em, sau chơi xây, chẳng bao giờ lấy off, sắp có ulti rồi còn gì nữa. Giết một thằng nữa rồi là về hồi sinh đồng đội. Lại về bên kia lấy viên off cứu tao này, là thằng. Đi. 30 seconds left. Đây. Ôi dồi ôi. Ừ mày làm gì đấy? Play này chịu luôn. Kìa đẩy đi. Nhanh lên hết giờ. Hay cứ lấy off. Hồi sinh. Hồi sinh vào đặt bom. Rồi, hồi sinh. Làm được rồi. Lên bắn đổi mạng. Ý nghĩa đặt bom. Một CD. Đặt bom. Hay. Một CD nữa. Một sai. Cover vào sai anh ơi. Nè bắn sập. Nó vào trong sai rồi. Không, nó ngồi ở trong đấy chứ không phải là nó vào trong sai. Sẵn ông ơi. Nó ngồi trong đấy. Ông không check thì gì. Ông còn 8 giây em vội quá. Ông cứ vào vẫn phải check chứ. Em vội. Nó ngồi trong bom ấy, nó vào trong sai rồi. Làm gì có thằng nào chạy vào trong sai đâu. Thế anh bắt được một thằng tưởng liên. Nó phải lấy cả xác của nó ra để đứng nó chặn CT cho phải đặt bom đấy. Bắn 27 mạng. Mắt MVP rồi. Vẫn không ăn thua các bạn ạ.